Xin chào anh em, trên tay tôi là một cái tăm nước của Huawei. Để mọi người nhìn này, con này là của Huawei, thương hiệu con là IPO, là thương hiệu con của Huawei nhé. Nó sẽ dùng cái app, con này kết nối được với app, quét cái mã QR code này để download cái app của Huawei về điều khiển nó nhé. Cái app có tên là app Huawei iLink. Con này hộp rất là đẹp, đây tem chống hàng giả, đây xịn sò lắm, nguyên siêu như này. Con này là một những con số ít những con tăm nước mà kết nối được với app. Đây tôi mở hộp cho anh em xem nhé. Hàng đóng siêu rất đẹp như này. Đây mình bóc thử xem như nào. Chờ tí. Dùng hai tay bóc cái con này. Cái QR code anh em có thể cào ra để quét thử cái hàng xịn hay giả nhá. Nhìn hộp để biết xịn nó đây, bên trong này. Bên trong nó sẽ gồm một cái thân máy đi kèm là các cái đầu này, bên dưới này có cái đầu đầu phun thay thế này, sạch nữa sử dụng. Đấy, cáp sạc. Con này dây cáp sạc hình số 8 nhé. Đây, cổng sạc nó đằng sau này. Đây, sạc mình cắm này vào. Đây chắc là cái đầu tăm này. Đây, đầu phun nó cho hai cái đầu phun nhá. Hai cái mình thay thế. Dùng nào dùng. Có cái dùng này thử trước không này. Này, mình gài vào cái đầu này của nó. Ôi, ấn cái nút luôn. Ấn phát là hút vào luôn. Tôi sẽ cho nước vào tôi dùng thử nhá. Cho hết pin. À, nó có pin này. Rồi, tôi cho nước vào tôi test thử cho anh em xem nhá. Đây, sau khi mình đổ nước vào trong bình này, bắn thử nhá. Ui, này, bắn này. Phê luôn, chế độ nút trên nhá. Ngồi bắn nhanh này. Bắn nhẹ này. Đây có nhiều chế độ đó. Mình bấm nó thay đổi 3 chế độ. Ngoài ra mình có thể kết nối app. Đây app gọi là app Huawei Healing nhá. Thì mọi người có thể kết nối app để điều khiển nó. Con này ông nào răng sứ rồi niềm răng thì dùng thì quên sầu. Cái này là thay cho mình đánh răng ấy, không sạch được các kẽ răng thì cái này là bắn. Các cái thức ăn thừa mảng bám nó bay hết. Ai mà chưa dùng tăm nước thì nên mua mà dùng, nó bắn rất là mạnh. Mọi người tốc độ nó bắn này. Rất mạnh luôn. Đấy. Bắn tí hết bình. Đảm bảo siêu ngon luôn, IPO của Huawei. Đấy, cái ngăn chứa nước ở dưới này. Mình sẽ xoay cái này sang bên mở khóa để mình rút được ra. Nước mọi người lưu ý chỉ đổ được cái vạch mắc cái xíu nhá. Chỉ đổ mạch này thôi. À, ok. Giờ tôi sẽ đa thử cái app này về xem sao. Đây mọi người mở cái camera này. Quét vào đây, nó ra link để mình down. Bấm vào đây. Đây, ra cái app Huawei AI Life. Đấy, mọi người cài cái app này vào nhé. Đâu cộng một thêm thiết bị này. Thêm thủ công. À, tôi đã vào đây tôi tìm rồi. Nhưng mà bởi vì cái tài khoản của tôi là tài khoản Việt Nam, thành ra nó không hiển thị cái tăm nước ở đây. Đây là bản nội địa, bản của Trung Quốc ấy. Thành ra mình muốn dùng cái tăm này, mình phải chuyển cái này cái điện thoại mình sang vùng Trung Quốc.
phải chuyển sang Trung Quốc thì mới dò được cái thiết bị ấy nhá. Nó giống như Xiaomi ấy, bản nội địa bản quốc tế thì cái này mình phải chuyển sang vùng đây, quốc gia khu vực này mình phải chuyển sang Trung Quốc thì mới dùng được. Đây, anh em lưu ý, anh em là muốn dùng app thì phải chuyển sang Trung Quốc nhá, chuyển sang đây này thì mới dò nó. Còn nếu anh em để Việt Nam không dò đâu thì dùng như một cái tăm nước bình thường, coi như nó xịn hơn đấy. Cái app thì nó sẽ xem được các thông số ấy, thông số pin rồi đấy, tôi thấy quảng cáo thế, xem được thông số pin rồi điều chỉnh các thứ qua app được. Còn đây là mình sẽ bấm nút trên này luôn, tôi bị bấm bố cho nó nhanh.